tales. I'm really a believer. Small voice in the choir. Guess I never dared to know myself. Can my heart be quiet? No. But then there was you. Then there was you. Yeah, then there was you. Pull me out of the crowd. You were telling the truth. You were telling the truth. Yeah. I got something to say now. Cause you told me that there's no way I couldn't go. Nothing I couldn't do. Bao năm bên nhau, không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trầu. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây, mà em hiền, ba em khó, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, mà em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à? Gặp lại là duyên, thôi mình sẽ cái phận. Bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chào cao anh đưa tới, dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà, đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng. Này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi. Cầm tấm thiệp hồng, xe duyên kết lối. Tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới. Chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng, ngày thành hôn của đôi ta. Cô chú bác gì, sau ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì, chồng ơi tới luôn. Anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng, ngập tràn làng trên xóm dưới vui mừng. Ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Về là về bên anh, bên anh. Băng qua cánh đồng xanh, đồng xanh. Chắc chứa tình em trọn một đời dành cho anh mới. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Thiệt tình lắm, thiệt tình lắm. Thương thì nói là thương, là thương. Là em nói nghe này, em thương anh lắm đó mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, mà em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi.
quý ông quý bà, hôm nay là ngày 16 tháng chạp. Bên họ nhà trai và nhà gái cũng có thuận ý cho hai cháu nó có đâu có bạn. Nên họ nhà trai chúng tôi cũng có đến đây trình cái lễ sư dấn cho hai cháu có đâu có bạn. Trước khi đi cũng có sáu mâm ẩm vật. Trước thì trà rượu, bánh và bánh trái cây và mâm đậu cao với mâm là sáu mâm. Đây muốn kính trình lên quý ông cúng tổ tiên. Giờ mình cũng như để cho con cháu nó bây giờ xong ấy cho con cháu nó làm lễ ông bà. Giờ tới phần chú rể để lại của quyền số tổ ông bà mình. Cháu lại họ chế cho cháu là cho nó xá tộc họ đó, tộc họ mình người sống đó. Bây giờ thì cho cháu nó xá hai xá khai rồi bưng qua bà xá hai xá nữa đó. Đúng đúng rồi. Dạ dạ rồi. Xá xá ngay cho khai hai xá con. Cho thẳng. Ừ. Ngay khai đó. Ừ, một. Đây. Rồi. Dạ kính thưa quý ông quý bà, đây, cũng như là lễ sư dấn làm cũng làm lễ tổ tiên xong giờ trình lại quý bà nhắm cái rượu cho cháu nữa. Thì bây giờ đây là có nghĩa là tôi cũng kính thưa với hội đồng biên tập, tôi xin được là sự là tín nhiệm của quý tộc họ của nhà gái để cho tôi hướng dẫn cho cháu rể nó lại ông bà hiện tiền. Thì đây là có nghĩa ông là với bà là tôi thấy không có ai hết, chỉ là bây giờ còn với bác dượng với chú thôi. Thì thành ra bây giờ là chú nghĩa phụ còn bước lên đó, còn bước còn chi chú phụ bây giờ có là chú sáu, chú năm, chú chín, ba mày giờ còn trong mà biết thụ là còn bao nhiêu hơn. Nên bây giờ con có phụ cho chú rể bây giờ ra mắt cho mấy ông này uống. Bữa nay thằng rể là cháu rể mình nhìn nó ngang tôi đàng hoàng nha, đẹp trai lắm. Nó mấy ông uống chung rượu là bữa nay là rể là cháu rể ra mắt. Bà. Hôm nay thì nó đứng ra thì bên nhà nội thì không còn ai hết, có mình chú chính là út mà cũng như là chồng cả luôn. Thì ba của cháu Hạnh Nguyên đã mất, còn chú chính đại diện cho cháu thì hôm nay chú rể dâng ly rượu cho chú cũng như cha. Thì là uống chung rượu này nhớ thằng rể bên lúc có gì uống với nhau nha. Rồi thôi bây giờ mấy ông để đi thôi, bây giờ mấy ông có hai chưa? Thôi bây giờ mấy ông chết là xác. When the rain is blowing in your face and the whole world. Giờ hai bà nhìn tính sao xá lại
chế con giờ con tháng ngày hai hay tháng đi sao con đó là bao giờ đến cha mẹ thì con kính thưa vị tư thì hôm nay thì nói ra thì cái công ơn phụ của cha mẹ mà nuôi dây cho thằng yêu nó tên người mà hôm nay là giờ dựng già gà vợ chồng thì quá quý thì hôm nay mình đã có ghẻ rồi hôm nay là đi uống chung rượu cùng ghẻ bà vợ và con bước cho con tin người của cha mẹ với chú chính thì bây giờ thì cũng ra và bây giờ là ba đã mất còn chú chính cũng như là cha con thôi giờ chị tư nhận con thôi bây giờ chú chính uống cạn nha chị tư uống cạn out in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. Thì từ cha mẹ qua xong thì người anh chị em tất cả đều gần gần họ là cô bác gì còn lại thì thôi tôi xin đại diện luôn các bạn đã xong cái phụ có tâm mày. Cái phi hoạt động học thì bây giờ thằng cháu kể nó ra là thằng họ dược liền của nhà gái đã xong thì giờ tôi xin trân trọng kính mời chị đại diện của quý tộc họ nhà trai để đến chúc mừng quý dạ kính thưa quý bà nãy có trình với quý ông mà chưa có nói với quý bà thì hỏi nhà trai cho cô dâu một lô bông hột tròn với hai cây vàng 50 triệu thì đây cũng nói trước quý bà đã gõ với quý ông the winds of change are blowing wild and free you ain't seen nothing like me yet I could make you happy make your dreams come true. Dạ, kính thưa quý ông quý bà cô bác và anh chị em giờ phần ông bà đã xong giờ chính là mời là trình cái lễ dập xong cho cô dâu ra đeo đồ. To make you feel my love, to make you feel my nói một điều lấy anh đi để thôi đường về cô liêu bên nhau sớm chiều thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu hỡi anh yêu em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi yêu anh mất rồi chưa bao giờ vợ ơi anh đây ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Đây là đó thành là cô dâu là của gia đình đó thì cháu có cho gì nói con alo hào động dân tộc thì hôm nay thì chị tôi là chủ hôn của gia đình nhà gái và bây giờ trước khi con gái chính thức giá trao chồng ông gì hơn hết chị tôi cho một con gái của cây vàng 24 carat xin chúc quý ông quý bà.
tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi. Mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây. Chần chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay. Mình cưới nhau ngay. Dòng với chú rể nè, bưng chung rượu đưa cho ông nội với ông út ông ba. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau. Bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Cô nói tôi với hội đồng học thì phần nghi thức lễ của ngày hôm nay là không kết thúc. Thì chúng tôi sẽ đại diện cho lớp học nhân ái cảm ơn quý thầy Đức Quang. Thì cũng như hết xin trân trọng kính mời quý ông uống chung nước và sau đó quay cùng quý vị sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Đoạn nhì hoa nhài trong những nước suối ban mai giữa rừng. Kính thưa tất cả quý vị, và để có được ngày vui và hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay, chúng ta không thể nào không kể đến được công lao của những bậc làm cha làm mẹ. Vui mừng hơn, sung sướng hơn khi con có được nhiều hạnh phúc, thương con hơn cả đời mình. Giờ con có được mối tình đậm sâu, cho dù có đi nơi đâu, công cha nghĩa mẹ đã dạy dầu sớm khuya. Ngay sau đây, tôi có xin phép được mời lên khẳng lễ chủ hôn họ nhà gái. Xin mời quý bà Lê Thị Bảy và chú chính của cô dâu. Xin mời ông bà đồng bước về khẳng lễ ra mắt tất cả quý vị. Còn tôi có xin phép được mời quý ông Lê Thanh Phong và quý bà Võ Thị Lăng. Tôi xin mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về khẳng lễ. Xin mời cô dâu Hạnh Nguyên và chú rể Nhật Hào tay trong tay bước lên khẳng lễ. Trong tràng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả quý vị. Quang chắc. Kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, hôm nay ngày 8 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 17 tháng Chạp âm lịch năm Nhâm Dần, được sự cho phép của hai bên gia đình thì ngày hôm nay gia đình họ nhà gái của chúng tôi tổ chức buổi lễ vu quy cho người con gái thương yêu nhất của mình là cô Út Hạnh Nguyên sánh duyên cùng cậu Út Nhật Hào. Và đang hiện diện trên khẳng lễ của chúng ta ngày hôm nay là một đại gia đình hạnh phúc, nhà gái hân hoan chào rể quý, nhà trai hớn hở đón dâu về, hai bên ba mẹ sum vầy, anh đi làm rể em về làm dâu. Và cho phép chúng tôi xin được cúi đầu ra mắt tất cả quý vị và xin gửi tới tất cả quý vị với lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Họ đã đến với nhau bằng tình bạn và quyết định gắn kết cuộc đời nhau bằng tình yêu. Những chiếc ly pha lê trong sáng là từng chung tình yêu của hai bạn. Rồi sau thề ta rót mừng duyên thắm, lòng ta cạn biển đông, rượu hồng ta uống mặn nồng còn say. Trăng có cội mới nảy cành xanh lá, nước có nguồn mới bể đằng sông sâu. Như tôi đã nói thì để có được ngày vui và hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay, chúng ta không thể nào không kể đến được công lao của những bậc làm cha làm mẹ. Thương cha vất vả giữa dòng, mẹ yêu tất cả gánh gồng nuôi con. Ngay sau đây tôi xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng dâng rượu hiếu rượu tình cho cha mẹ tình yêu của mình. Thành công là gái phải đi lấy chồng, rượu nồng con đã góp xong, kính dâng cha mẹ được ơn. Ly rượu này con chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ chóng già, ân cao nghĩa nặng như là biển sâu. Ly đâu ạ? Xin mời tất cả quý vị ạ.
trăm năm tình nghĩa vợ chồng, ngàn năm phút chặt nghĩa tình không gia. Vâng ạ, xin mời ba mẹ ơi, ba mình có cùng bắt tay nhau và mẹ mình cùng bắt tay nhau để cùng gắn kết tình không gia bắt đầu từ ngày hôm nay ạ. Và thưa quý vị, xin mời ba mẹ mình cùng trở về bàn tiệc chiêu đãi những người khách thân yêu của mình ạ. Thưa quý vị, nếu như trong tình yêu rượu hồng thể hiện cho sự nồng nàn bỏng cháy thì bánh kem là một hương vị ngọt ngào không thể thiếu. Ngay sau đây tôi xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến với chiếc bánh kem Hàn Quốc và cùng cắt bánh kem tình yêu ạ. Một cắt chúc được phú quý giàu sang, hai cắt chúc được con hiền cháu thảo, ba cắt chúc được hạnh phúc chuồn cầu. Ngay bây giờ sẽ là giờ phút được mong chờ nhất, giờ phút ngọt ngào nhất ngày hôm nay. Thưa quý vị, chú rể Nhật Hào nói với cô dâu Hạnh Nguyên xinh đẹp của mình rằng: ngày xưa khi mới yêu em, muốn hôn một cái mà sao phập phồng. Ngày nay nên nghĩa vợ chồng, cho anh hôn một cái cho thỏa lòng ước mong. Quý vị ơi, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cùng với chú rể được không ạ? Vâng ạ, thưa quý vị, ông bà ta có câu rằng là hôn má trái thì sanh con gái, hôn má phải thì sanh con trai, mà hôn môi thì được một cặp, một trai một gái. Vậy thì cho phép tôi mạnh dạn đề nghị hôn môi được không quý vị? Được không ạ? Vâng ạ, và chúng ta sẽ thống nhất với nhau như thế này ạ. Khi nào mà son môi của cô dâu mà dính trên môi của chú rể thì nụ hôn mới hợp lệ nha quý vị. Và khi nào tràn vỗ tay của tất cả quý vị phía dưới lưng thì nụ hôn trên sân khấu chúng em mới dứt được không ạ? Vâng ạ, thưa quý vị, và những tràng vỗ tay của tất cả quý vị ngay sau đây sẽ là món quà tinh thần tuyệt vời nhất dành tặng cho cặp đôi hạnh phúc ngày hôm nay. 1, 2, 3. Làm em mong chờ có bao giờ anh cùng nhung nhớ.
em là nơi yên bình, có đồng ruộng xanh của cả đại thăng cánh cò bay. Bên kia bờ sông có cô em hát nghe đậm tình, miền Tây sông nước chốn hữu tình anh đừng làm thương. Anh trai thành đô anh có thương thiệt không? Đừng có dài dòng cho em đầy lòng ngóng chờ mong. Em nơi miền quê có tấm lòng son sắc thật thà, đừng đem dối trá em thương quá rồi lại đi xa. Kia lúa ngoài đồng giờ đã trổ bông, thương em thiệt không sao cứ dài dòng. Mẹ nói là em tới tuổi lấy chồng, anh không mau hôn thì đừng trách con đò sang sông. Chồng em trong tương lai mù u có chân
bóng đào em ưng anh kết rụt hồng pháo hoa. Anh đi cùng mẹ cùng cha đưa em đi khắp miền Tây quê mình. Sập sình sập sình nghĩ nghe em đâu có khoe nhanh lúc mình về giấc như là em luôn á. Bờ lo xanh mà tình em cũng xanh. Anh ơi có thích thì hốt em về nhanh nhanh. Đừng tìm đâu xa em đây giận chưa có người yêu. Về chục năm nay chưa ai hỏi thăm đôi lời. Sống trên làng bên còn ai đang đau thương. Mau ghé qua nhà em cho má ba em mừng. Quê em mùa nước mưa bông điên điên mưa dài. Anh thương em anh coi mà chiều ghé sang thăm. Không thôi em ế thêm một năm chẳng tìm đâu xa. Sắp tới lấy chồng thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mong. Vì anh thương em từ thuở lên mười ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì bò mơ mộng còn đang gió giang. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao tràn, làm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao. Em gọi game để dành, nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để
chở che, yêu thương là để bảo rằng lầm đường là để cho ai dẫn dụ. Tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao em, gọi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Theo nhịp piano anh bồi hồi, bia đã ngâm anh đã thấm hơi mấy say rồi. Nhìn trời nhìn mây ông bom đồ nô tung cánh bay ngang đời. Người xuất gia bỏ lại tiếng sao trời dời. Hết hôm nay anh không sai không về đâu. Hãy nắng hãy nắng hãy dâng ly trà mừng ngày nắng đã qua. Cùng nhau hòa ca mình góp vui từng ta đừng tưng 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 tưng. Một chàng vỗ tay để cho buổi tiệc hôm nay được tưng bừng hơn được không ạ? Gái thì hôm nay tôi được sự là cho phép của gia đình để tôi hướng dẫn cho cháu nó lại là xuất giá. Thì trước hết tôi xin trình với quý tộc để cho tôi góp gỗ kính của quyền. Ngày mai em là cô dâu mấy, ngày mai em mặc chiếc áo dài theo chồng. Bây giờ để cho cháu nó lại là gia tiên. Bây giờ lại bốn lại. Phần lại gia tiên đã xong thì đến phần lượt lại họ. Thì đây thì theo thôi bây giờ để cho quý bà đăng lý lỡ bệnh là chị xui tôi là cảnh lớn hết. Thì thôi bây giờ dùng quý bà trước ha. Để cho cháu nó lại họ bà. Thì thôi bây giờ không có gì chế cho nó xá hai xá nè. Xá hai xá ngày khai đi con.
À, con đứng đó, con đứng chỗ đó thì con xá vậy đi. Rồi qua đây coi. Bà cố đã xong thì đến phần lượt lại ông bà hiện tiền. Thì đây thì giai cấp của là ông và bà thì không còn nữa. Mà giờ còn lớn nhất thì bây giờ có cô. Thì thôi xin phép với ông để cho đi qua cho nó. Rồi bưng thầy qua đây. Bây giờ dâng cho cô hai, cô ba. Rồi thì không có bây giờ một. Đây con nếm nếm thôi. Đó. Con đưa cho cô hai trước rồi đây trên này em đi nữa nè, cho cô ba rồi mấy ông mấy bà cô đó uống trước đi. Vậy đi. Thì cũng xin trình với quý ông thì hôm nay để là cái công ơn là cực khổ sáng giờ nhậu mệt quá trời đi, thành ra bữa nay thôi giờ mấy ông uống chung rượu để cho cháu nó ngày mai xuất giá theo chồng, có nghĩa là mấy ông để lấy cái đức của mấy ông. Thì đây thì trong bàn này là tôi thấy giờ không có ai lớn hơn là Dương Sáu hết á, như con năm thì thôi con gót hai chung rượu được chưa hai ông. Bây giờ cái phần trong này thì thôi bây giờ cũng có chú hai rồi hai chú năm nha, rồi bây giờ thôi giờ mấy ông thôi cũng góp chung rượu hai chung rượu con đưa cho bà ba ông đó hết được việc quên mình đó hai ông vô để đằng tết ta vô chứ ta cũng thèm mồ nè vô góp lên đi con đằng tới cho cô chú cổ đây anh em ha. Tao đẹp trai chụp dùm xấu khổ thì thôi giờ ông Năm với ông Sáp thôi chế, cho áp chế đi ha chế lại sợ lắm ơi. Cho con xin phép nói đi, bây giờ mình cứ góp đại đi, ai uống nổi không nổi là con nhậu phụ uống hết. Thiệt giết cô vô con lý đó ta con nói thiệt cổ không mình nếu bí gì hen dạ rồi chỉ nếm mơ hay là con nhậu phụ uống hết là cô vô phụ uống mãi mượn anh chứ mời uống tiếp dạ nhờ người ơi con này có nghĩa là giai cấp là gì cậu vợ chứ gì là chỉ cũng vậy đó uống một lần thì trời ơi có như thịnh cái gì cái quá uống em uống nhiều hơn nữa em phải uống rồi góp nó đi con. Hai chị em mình dứt vô cả luôn. Trăm năm mà. Trời có cho tiền uống rượu rồi. Bây giờ thôi bây giờ ăn. Đi chỗ đây. Ông nói tầm 7 tuần bạn đi.
cái phần ông bà cô bác xong, bây giờ đến phần được cha mẹ. Thì chị Tư thì hôm nay chị xin chị cũng uống chung rượu để ngày mai cho cháu nó về nhà chồng. Cạn đi chị Tư. Miếng hơn thêm. Rồi. Thì bây giờ cái sao bây giờ để cho nó lại mẹ hay là sao? Thì thôi bây giờ con đứng qua đây. Everybody else but me. Maybe if I act real nice. Maybe if I smile real big. Maybe I could change the shape of who I am till I fit in. I guess I lost myself. Nghi thức lễ đến đây cũng là hết. Chị Tư có thỉnh quý ông và quý bà, người nào mà để đi đưa dâu thì tập trung ngày mai là 7 giờ đến đây để mình đi cho cháu nó về nhà chồng. Thì đây tôi cũng thông báo vậy, rồi cuối cùng thì cũng thành thật cảm ơn quý ông và quý bà. A melody nobody knows but me. A million things I could pretend to be. But maybe the best thing I can be is me. Maybe the best thing. Maybe the best thing. Maybe the best thing I can be is me. If I ever show my face, nothing left to hide behind. Would anybody stay right here with me no matter what they find? It's easier to shut my mouth. It's easier to just agree. To put my heart inside a box, turn the lock and hide the key. I guess I lost myself. Trying to be somebody else. So I'll sing song that only I can sing. A melody nobody knows but me. A million things I could pretend to be. But maybe the best thing I can be is me. I have something to say. I can't keep it in.